rồi lùng dây trời ơi rồi trời lủng chài rồi lủng chài rồi hết không có vi hết nói tự tưởng tượng đó hết tưởng tượng rồi vô hông hay ra rồi ôi quả trời luôn rồi ôi ôi con cá trôi nó bự hai con luôn ôi rớt rồi rớt rồi rớt con ơi rớt con gì con cá mà rảnh đi nó đi coi ra coi cá nè quả trời luôn rồi ôi ôi khủng khiếp cái trận này rồi ôi khủng ôi hai người kinh luôn mọi người ơi hết sức cái trận này rồi đó trời ơi rồi rồi chắc lủng lủng không chú còn hello hello mọi người mình và ông chú xin chào mọi người nha. Thì lời đầu tiên Minh Khôi và ông chú gửi đến các cô chú anh chị em và các bạn gần xa một lời chúc thật nhiều may mắn và luôn luôn thành công trong cuộc sống nha mọi người. Giờ ông chú ơi cái bến cào quá dần trọt té chú ơi. Chú uống nước á mọi người đặng trộn cám to với tắm cho nó dính lại với nhau dễ gãy cho nó không có bay vậy rồi đó mọi người. Giờ là ông chú ông bỏ giày bến ông chú sẽ quay từ đây đó là đây mẹ cho mày nắm giày dạ 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 rồi mình ở đây mình chờ mấy đống này đống lúa nè mọi người về chờ lái lại cân nha mọi người nè lúa nè đó nguyên giải là lúa không nha. Rồi giờ mình chỉ chờ ông chú lại thôi mọi người ơi. Rồi ông chú đã ra quay trở lại mọi người. Chú chuẩn bị nha. Chuẩn bị cho cái chài thứ nhất. Trời nó hơi tối á mọi người xem thông cảm nha. Hốt trọn luôn trọn gói đó con thấy nó có nhảy rồi đó chú đó cái nhỏ trọn gói cái này mày dữ lắm đó trời ơi rồi lùng dây trời ơi rồi trời lủng chài rồi lủng chài rồi ừ rồi con cá trôi nó bự ra mẹ rồi ra rồi ra hết rồi lủng chài bự quá lủng chài quá trời luôn ông ơi cái này trên hả ừ con cá trôi ông giờ ông cầm này ông đây giữ giùm tôi đi đây ừ. Giữ vô coi lúng chài mẹ rồi trời ơi ông nội ơi con cá nó bự làm lúng chài luôn rồi có bán không không chài này đâu có bán nó đâm chài rồi đó chú ơi con gỉ vô luôn hay gì chú gỉ đi nó cứng chỗ nào thì về nhường lại dạ đó tôi nói chỗ này lặng mà dạ chài bán cái đó có không cử chứ ông về bán ông làm gì nghỉ mới bán thiệt anh em bán cái nào cái rồi dưới cái cây giờ dọn luôn chú ơi mai mốt khỏi dọn nó giờ lừ dưới này hết trơn dạ ừ. Quất dài chài nó hết rồi cá bây giờ lừ thế này mày cảm giác mày cầm nó dài thử thế nè không biết đâu thấy nặng nặng nè không mà cảm giác coi có cá không á vì có dính cây con không biết nữa ừ. Con không biết đâu con không gành vô này đâu không quay gì lên sao làm YouTube thì đang lên clip hả không về không khỏi Minh Khôi Vlog á rồi ra kéo đi
Có. Anh lấy tên gì? Minh Khôi Vlog. Minh Khôi Vlog hả? Ừ. Giờ vô ông lên quá. Có. Có mấy cái clip trước tôi có up về ổng rồi đó. Kéo lại đi. Kéo à. Rồi có chài nặng thật chú ơi. Đó. Kéo đi, kéo lại đi. Có. Bỏ dây đó, phăng bỏ dây. Con phăng dây lại. Còn dưới thì tao đã. Mọi người thông cảm nha mọi người, mình vừa kéo mình vừa quay con tay á. Phăng phăng, dắt phăng. Ôi cảm ơn ông anh luôn. Ông anh nè mọi người. Ôi, cái trời đầu tiên cực khổ quá, dính cây quá trời mà. Ê còn dính cái này nữa nè. Bên đây nè chú. Nó còn dính đó. Ôi không được, phải gỡ. Hả? Nhiều lắm rồi. Nhiều không? Có, nhiều lắm. Nhóc luôn. Rồi. Ông chạy mê lắm, ông sát cá hay sao á? Không. Tổ con có phi. Ông nội mẹ ơi. Ông để tôi làm việc đó. Coi chừng nó tung như cái con cá hồi nãy à. Ba nghe để tôi làm việc đó. Không có phi hết không có phi. Hết nói tự. Tưởng tượng đó. Hết tưởng tượng rồi. Vô hông hay ra rồi. Ôi quả trời luôn rồi. Ôi ôi con cá trôi nó bự. Hai con luôn. Ôi rớt rồi rớt con này. Rớt con gì? Con cá mà rảnh đi nó đi coi. Trời ơi ra coi cá nè. Quả trời luôn rồi. Trời ơi khủng khiếp cái đằng này ơi. Trời ơi khủng khiếp. Trời ơi hai người kinh luôn mọi người ơi. Hết sức cái đằng này rồi. Trời ơi cá. Thôi hết biết căn này rồi mọi người ơi. Quá rồi. Quá sát đằng này rồi. Mọi người coi nè. Cái trôi. Hồi nãy xảy con cỡ đó rồi đó. Nhảy nha con, rất trời. Không biết gách chỗ nào. Nó chài ra. Nó làm lũng chài nó ra. Dạ nó tung một cái nha ông nội ơi, nó bay như cái dèo. Y như phim Hồng Kông á. Từ trên xuống dưới luôn rồi. Mê thiệt. Quả xá trận này rồi anh em ơi. Hả? Chém cỏ hả? Nè, chém cỏ kêu cá chém Ấn Độ. Chém trỏ cũng nó mà cá chép Ấn Độ cũng nó. Nuôi được à? Cá trôi cũng nó. Trời nó hơn chục ký ông ơi. Ừ. Nó hơn chục ký á. Nãy băng ra con bự quá. Lủng chài. Nó tung mạnh quá chú ơi. Chứ biết sao cày quá trời. À. À. Đậu quá trời đậu luôn rồi. Quá. Trời ơi quá xá cái trận này rồi. Không ngờ quá trời quá đất thiệt chứ. Clip miền Tây vậy? À Minh Khôi Vlog. Ở miền Tây á. À, về khỏi Minh Khôi Vlog là nó ra ngay bên trên YouTube á. Biết rồi. YouTube. Ừ. Nhưng mà mình này ở miền Tây chứ đâu phải ở miền kia. Ờ, ừ, mình ký ăn rồi chú. Mình ở miền Tây. Hả? Ừ. Ký ăn rồi. Ký ăn rồi. Để chia cho mấy người mất giác này ăn rồi thì giác nấu không ơi. Khánh ăn cha hoài thấy tội nghiệp quá. Ho còn cà phê đó. Đã không? Cũng khiếp không? Cũng khiếp cà phê rồi chứ. Ừ. À, hết sức trận này rồi. Ê, ý là dưới cây không có cây đó ha, là nó dính còn xuống dưới cây nó đội lên chạy không lộ. À phải rồi, vậy là nó ra bớt rồi. Cái cây nãy tôi nhổ đó. Dạ. Tôi cầm gãy. Phải rồi. Rồi cái đầu nhảy xuống mình mò giáp vòng coi có cây dưới vậy. Có mình làm cái đùng là nó sẽ đi cặp mấy chạy nó ra bớt rồi. Mà còn gì đi nè. Hết hồn vậy. Ừ, hết hồn ha. Hả mươi có cây hay không? Bởi gì? Bởi đại xuống chứ. Không sát cá mà. Ghê lắm. Này cá nhiều lắm. Không ai làm được nhỏng đó á. Vậy đó. Nghe quay vậy hả? Dạ. Làm gì vậy? Quay à? Ừ. Vô ông vô YouTube luôn gọi Minh Khôi Vlog ra. Không có mấy chạy trước tôi có up lên đó. Coi đã lắm rồi. Còn mê cá dữ dằn lắm nó vậy nè. Ổng đang mê mà. Ờ đúng rồi, nó vô ở An Giang. Hổm ổng chài một chài mà vô cá mèo qua lạnh lùng luôn á. Cái mấy ký cái nè. Chài, cái chài này là 5 ký tới lên. Một chài này thôi đó.
chắc luôn. Dạy đây đã. Dạy này, dạy đây hả? Ông mới quất cái bến dưới bến nè. Đã không? Nãy mày thấy Minh Khôi, mày thấy tao đi tao đáo lại phải không? Rồi. Tao chạy qua là tao đáo lại, tao không bỏ. Nó nói sao ổng trở lại. Cảm dạ. Lại. Chỗ này tao biết rồi. Ổng dạ. Ở đâu hả? Ở Thiên Hổ. Ngộ con nào đâu? Thằng Lăng á. Thằng Lăng hả? Ừ. Thằng Lăng ấy gì? Kia 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 vô. Rồi rồi để tôi tính không. Còn dài nữa. Thằng Lăng nằm ở bên đường về Mỹ An á. Biết rồi, nó biết rồi. Không được chứ. Cảnh trời hơi tối, mọi người xem thông cảm nha mọi người. Rồi chơi tân anh em chuẩn bị bọc vũ ở đây rồi nè. Bao dây ông già rồi. Nó. Trời ơi. Đã đôi chưa? Cá trôi. Đây cá trôi hả? Ừ, cá trôi. Đã cái này bị bùng chứ không bị bùng, giờ nhìn nó mới đã nữa. Không có dạo được, kéo lên. Dạ. Cây không, mà. Cây không mà. Đâu có dạo được. Ý là cây không, không cây mà còn nữa. Đừng vàng để ổng làm ăn. Đừng vàng. Dạ. Cái gì nó gói luôn rồi. Vì chứ người khác chạy không có. Có mà không thấy con à. Ừ ngộ đó. Tại ông sát cá. 5 phần. Trời ơi máy đứng hình luôn. Ôi mọi người ơi, bị đứng máy nữa rồi mọi người ơi. Mọi người thông cảm nha. Đang quay đứng máy. Chưa có vốn mua cái máy quay. Tài trợ cho ổng chịu. Thấy mê mọi người ơi. Quá đã quên nữa. Mình cho mọi người xem cái xô nè. Đó, một chai nha mọi người. Nó nằm trong cái xô mà nó nằm lên. Nằm lớp lớp ở dưới á. Tại quay trong cái thùng này. Đặt lên cái bự á. Ừ. Đó. À. Đó. Đó. Đó mọi người ơi. Đó đã rồi, chưa? Nào bắt cá bự. Cái nhỏ đó. Cái mè không à. Cái mè không á. Rồi. Đây. Cá bự. Bự cái này ra, bự cái này. Bự cái có được rồi, được rồi. Rồi. Ừ, còn cái này hả? Để con hai con này đi. Đó, lo cá trôi. Hai con trả 50. Dữ hả? Ừ. Cái này nhiêu ký? Dữ hả? Đó là 20 á. Ừ. Vậy bắt cá bự đi anh. Ừ, ông trả hai con này 50 đi. Nói tôi về tôi bán cũng vậy hà, tại anh em muốn chia chứ tôi không bán nữa. Ừ. Tôi không ép, tại vì đây là tôi chạy tôi không có bán. Về chứ tôi bán cái một à. Chứ không phải là... Đại nào đủ má đại mượn. Đại mấy ông nói để chia mấy ông ăn chứ tôi cân cái một là cũng giá vậy hả? Chứ không có mắc cho. Ông bán đúng giá rồi mấy anh ơi. Chứ chả lấy được con nào. Vô đây con. Đó. Đây chứ thịt chứ dơ bẩn con luôn đi ha. Mẹ 50.000 đâu. Trời ơi. Ừ, con ít cho hồi chết con cái nhỏ nhỏ nữa. Nè. Bây giờ hai con cá đó ông về ông chân tương là hết sảy luôn. Đầy không? Cho ông hết nè. Quá. Quá lời rồi. Quá lời. Con này luôn. Rồi lại nhậu luôn à. Chạy ra dưới đây. Quét luôn luôn hả? Quét luôn. Rồi con cá phi sao không lấy luôn? Có phi mấy đâu á hả? Để tôi. Rồi sao? Học em. Rồi em
rồi có 4-5 lần mới gặp được ổng, lần mới mua được ăn. Trời ơi, tôi không có bán. Thôi như đó 10 ngàn ăn đâu hết. Để lát thầy chờ tôi uống cà phê chứ không gì chứ. Rồi. Thấy không, mày thấy không, kéo chạy 80. Thấy sao mọi người? Thấy dễ ăn không? Làm thêm chài nữa coi. Không còn, nó đi rồi. Không phải dễ ăn thôi nha mọi người. Bấm chài. Bỏ giờ tới trưa thịnh ta. Đâu á, giờ không ấy đi, ông bỏ vô chỗ. Về cho bảo mặn đây. Ngâm nước đá, muối nước đá chứ. Cái nó xanh, cái này lúa. Rồi chuẩn bị chạy tiếp tiếp theo mọi người ơi. Lên đồ. Chạy ngộ cũng bán 80 á. Đó ông lớn ông đi chùa. Ông đi có 20 giá nè. Rồi đi. Rồi chú chuẩn bị cho cái chài thứ hai nha mọi người. Cái chài nãy quá trời cá luôn. Nên là nó hơi dài. Không rằng cái chài này là nó nhiều như cái chài hồi nãy. Gỡ cho nó đã. Mới phê. Sự chờ đợi hồi nãy giờ. Vừa trống ông chú ông xu ông quăng liền liền mọi người. Đó, trời ơi rồi. Rồi chắc lủng lủng không chú. Còn đưa ra lộn đầu xuống rồi. Quả trời con cá. Con cá quá trời bự luôn. Không biết con cá gì vậy? Cá cá chim cỏ, cá thứ nãy đó. Cá trôi chắc. Cá trôi đó đó. Trời lạnh lùng con cá đó luôn rồi. Lạnh lùng xương gió. Trời ơi con cá đó hết hồn luôn rồi. Vô được không đây? Ra hết đi. Cái chừng tung như hồi nãy con nãy xảy gì nè. Nãy nó tung gách chạy luôn chú. Thì gách chạy đó. Cái chừng nó chạy lên tới đây đó chú ơi. Chưa đâu. Nó lên đó tới đây nó phá mình đó. Nó phá mình nữa hả? Nó chết thôi. Trời ơi. Còn nãy không. Cái này nó không có ra được. Nó ra thì là nó bay lên rồi. Hồi nãy là nó nhủi xuống không chú? Nó không biết vô không à. Cái sợ là nó không vô túi mình thôi. Ừ. Bây giờ mình phải vụ nó từ từ. Dạ. Vụ nó từ từ đi. Đừng có cây rồi. Không có trồng đó. Không phải nó. Không phải nó. Trời ơi nó bự lắm mà. Rồi nó đâu rồi? Đây nè, mà con kia bự lắm, con này đâu phải. Đâu phải. Mẹ rồi. Rồi xong rồi. Xong rồi. Trời ơi. Cá hết hồn bự hết rồi. Hết hồn con cá nó ra mất tiêu rồi. Thôi trời ơi. Có cây nữa chứ ơi, nó dễ ra nè. Trời ơi, con cá ông nội ơi. Quá trời nó quẩy. Con cá phản tí mấy luôn. Thấy cao. Trời ơi nó chào lên mà. Trời ơi trời. Thấy không thấy? Chào lên rất chạy nó ra mà. Con cá ra hơn 1 kg. Cái trời đó 1 kg mấy chắc luôn. Đây con cá này nè. Cá nó nhào lên ầm ầm quất lũng trời. Trời ơi. Tính nó nhào, tính nó trường xuống là còn hả chú? Ừ. Không ngờ đi luôn. Ồ, tiếc thiệt mọi người ơi. Có bắt cá bự. Chạy không tới rồi, ông mua chạy mới mà chạy trúng thế mà ông mua chạy mới, mua chạy cũ rồi. Trời ơi còn, để tại nó tại nó tông chứ đụng nó không tông. Nó đâu có tại, sợ. Tại nó mạnh quá. Con cá bự này đâu bao giờ dễ ăn nó đâu. Nó tông ghép dài hết. Mà bây giờ dài lên cảnh thì hai này chạy xuống dưới. Đi lên. Hả? Đi lên cái nữa. Lên còn bãi nữa. Trời. Cái này chạy ngon lắm. Không có bức. Cây quá. Ừ. Này cây chưa qua bãi mới gì cây dưới ông Năm. Ừ. Cái này kia đâu mướt rượt đâu có nổi. Này cắt đâu. Cái này vậy nè. Cái đường vô tụ ba có vô đường đó chạy không? Ôi đường cây dữ lắm. Cây lắm. Lên đó đó, vậy đó. Ông này gần ông Năm đi cắt mít nè mọi người. Có con từ chưa giờ. Nãy thằng này kéo trời lên bốc giác mua 80 ngàn còn chứ mớ nữa đó. Một chai một.
hết biết cá. Cá he, cá hôi thì ngon ghê trời. Cá này là rồi mà nước gông á, làm mới phân lên nữa. Tới bắt quả luôn. Ừ đúng rồi đó, con gà nó ngon lắm á. Nước gông phải trong sâu. Rồi, chè thứ hai nha mọi người. Chè thứ hai là không được như ý muốn luôn. Rồi xảy cái kiếm máy ông nội ơi. Hết biết nó nhảy. Ừ nó trào lên. Nãy có quay trong đó thấy không? Ừ. Anh đâu? Quay lên thấy nó. Như Ninh, Long An. Ừ. Rồi, tiếp tục. Ngày chợ là gì? Không cuối xã. Mày về mày coi gõ lên YouTube á. Minh Khôi Vlog á là gặp tao đó. Dạ. Còn nó có tung như nãy không? Phải có thôi. Phải có thôi. Chưa gì vô bờ rồi rung dây đó. Rồi rung dây rồi rồi. Rung dây rồi. Rồi. Tim kìa. Vô rồi. Đó, tim đây nữa nè. Vô sâu rồi. Đó. Vô sâu nữa rồi mọi người ơi. Đuôi tim đó. Đó, rung chạy nó, rung dây đó. Rung dây mọi người thấy không mọi người? Mày chết. Nó ngủ có cá bự. Nó giật dây chú nữa đó. Nó đang mệt. Mệt thì mình kéo lên. Mình sẽ làm việc với nó thôi. Ừ. Nó đang mệt rồi nó chết. Nó đang mệt. Nó mày sao mày? Mày sao mày? Ừ. Mày sao mày? Lên đâu? Ôi vậy à, con cá ông mày đâm vô kìa. Ừ. Cá ông mày đâm vô. Dính luôn. Lên đâu? Mày sẽ chết. Mày sẽ chết mẹ ơi. Mày sao mày? Mày. Đó. Ủa điếu cái gì vậy? Mày sẽ chết chứ ông chú. Ừ. Nó. Cái này không có cái đôi rồi. Nó có tròn. Này mày dính. Mày dính không à? Mày dính. Cái đó. Cuối cùng là dính không nha mọi người. Rồi. Đã chưa? Nùi nùi dưới kìa. Ủa mọi người thấy mê chưa mọi người? Quá. Quá. Quá sáo luôn mọi người ơi. Từ từ xuống dưới luôn nè. Ừ. Này gom lại với mấy thấy mấy nhiều chú ơi. Này gơ gớt gơ gớt chỗ. Con. Ủa như bên chỗ mà cái trong gồm nó quá. Dạ. Quá trời cái bến nữa này. Vô bánh. Vô bánh nào. Quá. Bây giờ ông nuôi mà ông nuôi thấy lớn rồi là ông lại ông bắt. Tới mùa nước cá lớn nữa. Quá xa cá luôn. Trời này ông sắp chuyển mưa vậy tới thui à. Rút lỗ nè. Rồi chắc nó nãy quá. Trời ơi cái lỗ. Quá xa ca. Lớp luôn. Công nhận ông chú xa cá thiệt mọi người ơi. Mê thiệt chứ. Mày toàn là mày dánh không? Mày dánh gì mày dinh? Dinh. Nhiều.
vậy mới đáng nghe được. Trời có cá nhiều là làm không mệt chú ơi. Ừ, mệt mấy không? Dạ mê. Còn mà những thứ chài mà kéo lên thì trời ơi nó nản gì đâu. Ừ. Le que cũng nản. Dạ. Như thế nào mọi người, đã không cá đã thì chưa đã chưa cái chạy đầu nhiều quá bán hết trơn rồi bán hết rồi giờ mình vô cá. Dạ mình trả lại vô cá mình sẽ kết thúc cái video này nha mọi người. Cái video này quá dài rồi. Dạ anh cá đỡ cá mà. Dạ ô cá đã không mọi người, cá bự bự không coi. À, được nhiêu rồi mọi người. Ừ. Sáng giờ nè. Sáng giờ. Nhiêu đây cỡ mấy chục ký rồi chú? Hai chục mấy ký. Hai mấy ký rồi chú? Ừ. Vậy là hai mấy ký nữa là được 50 rồi. Ừ. Mỗi ngày ông chú ông ăn một buổi rồi mọi người. Từ khoảng 5 giờ rưỡi sáng cho đến 11 giờ đến 11 giờ rưỡi là ông chú sẽ đầy cái thùng này. Mà cái thùng này là 50 ký nha mọi người. Ừ. Đúng 50 ký là ông về. Ngày nào cũng vậy mọi người. Rồi. Rồi. Mình kết thúc video đây nha mọi người. Chào nha. Dạ. Rồi mình hẹn mọi người lại cái video sau. Mọi người có yêu quý mình và ông chú, hãy đăng ký ủng hộ chú cháu mình nha mọi người. Mình sẽ theo ông chú quay mỗi ngày cho mọi người xem, cho mọi người xem giải trí lúc mệt mỏi mọi người. Rồi máy bay. Hẹn mọi người lại cái video sau. Xe giống tuột nồi quá chú ơi. Tuột nồi.